Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì những dục vọng thấp hèn, nhiều vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra, nạn nhân chết oan ức, kẻ gây án vướng vòng lao lý, ôm nỗi hận muộn màng. Hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân xuất phát từ những dục vọng ham muốn nhất thời của đối tượng. 4 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2019, một người công nhân trong lúc đi cạo mủ cao su thuộc địa bàn ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ giới nằm sâu trong một lô cao su với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác màu đỏ, không mặc quần, ngoài ra không có tài sản gì khác. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Y, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Quá trình thu thập thông tin, người nhà của nạn nhân cho biết, vào chiều 23 tháng 9 năm 2019, Y xin phép mẹ đi chơi biển cùng bạn, nhưng đến đêm khuya hôm ấy vẫn không thấy về. Gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Khi đi, Y có đeo đôi bông tai, điện thoại, tiền và chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter. Nhưng khi phát hiện thi thể nạn nhân, mọi tài sản đều biến mất. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng, Y vừa mới bước qua tuổi 15. Nhận định đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khẩn trương áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ. Chỉ 8 tiếng sau khi phát hiện vụ việc, đến trưa cùng ngày 24 tháng 9, các điều tra viên đã bắt giữ được Lê Bảo Chiêu, sinh năm 2002, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, khi hắn đang ngồi xem TV trong nhà tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường vụ án mạng khoảng gần 30 km. Lúc này, Chiêu tỏ ra ngơ ngác, không hiểu chuyện gì mà công an lại bắt mình. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được khiến hắn phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Chiêu, hắn và nạn nhân quen nhau trong một lần hắn đi uống nước tại quán cà phê nơi Y làm nhân viên. Chiêu đã bắt đầu làm quen, tán tỉnh và hai bên nói chuyện qua lại được khoảng một tháng thì Chiêu bắt đầu để ý và thấy Y thường xuyên đeo nhiều nữ trang có giá trị nên hắn nảy sinh ý định chiếm đoạt phần tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, hắn luôn thể hiện những hành động quan tâm, những lời nói ngọt ngào yêu thương. Khi thấy Y dần siêu lòng, hắn liền hẹn Y trưa 23 tháng 9 năm 2019 cùng đi biển Vũng Tàu và được cô bé đồng ý. Trưa hôm đó, hắn gọi cho Y nói rằng mình không có xe và muốn Y chạy xe qua đón hắn. Không chút nghi ngờ, Y chạy chiếc xe Yamaha Exciter đến đón Chiêu. Sau đó, Chiêu chở Y đi biển thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, đang đi trên đường, Chiêu bất ngờ đổi ý, muốn rẽ sang địa bàn huyện Xuyên Mộc với lý do rủ thêm một người bạn khác cùng đi cho vui. Sau khi chạy được khoảng gần 30 km, Chiêu rẽ vào con đường nhỏ và đi sâu vào trong lô cao su thuộc địa bàn ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Đây là khu vực vắng vẻ, có thể ra tay nên Chiêu dừng xe lại, giả vờ lạc đường. Nhưng thực chất, hắn quan sát xung quanh xem có người qua lại hay không. Sau đó, hắn tiếp tục viện cớ mượn điện thoại của Y để vào Google Maps để tìm đường. Thấy bạn trai nói vậy, Y liền đưa điện thoại của mình cho hắn mượn. Khi vừa cầm điện thoại, Chiêu đi vòng ra phía sau lưng nạn nhân. Lợi dụng Y không để ý, hắn rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vai và lưng, khiến nạn nhân ngã gục xuống bãi cỏ giữa rừng cao su. Dù nạn nhân đang thoi thóp, nhưng kẻ thủ ác không dừng lại mà tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chiêu thấy Y vẫn chưa chết nên hắn tiếp tục xuống tay tước đoạt mạng sống của cô bé, rồi cướp đi toàn bộ tài sản, rồi lên chiếc xe máy Yamaha Exciter tẩu thoát khỏi hiện trường. Cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ, Chiêu thừa nhận hành vi của mình nhưng vẫn bộc lộ bản chất danh mãnh khi khai nhận quanh co nhằm đổ lỗi cho nạn nhân. Hắn nói rằng việc hắn và Y vào rừng cao su để quan hệ tình dục là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, sau đó Y đã trở mặt đòi tố cáo hắn để vòi tiền, nếu không sẽ báo công an bắt vì thời điểm này thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi. Do bị ép buộc nên hắn lỡ tay đâm chết nạn nhân. Song trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bác bỏ lời khai của Chiêu và hắn đã thừa nhận lên kịch bản sẵn, khai nhận chi tiết những hành vi tàn ác của mình. Trước khi nạn nhân đến đón đi chơi, Chiêu đã thủ sẵn con dao nhọn giấu kín sau lưng quần nhằm mục đích giết người cướp tài sản. Từ lời khai của Chiêu, lực lượng chức năng đã lần lượt thu giữ được các tài sản của nạn nhân mà đối tượng đã chiếm đoạt. Theo đó, chiếc xe máy và đôi bông tai được hắn đem cầm cố với giá 24 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại di động của Y, hắn giữ lại để sử dụng nhưng đã được thay SIM số khác.
sáng 5 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm kẻ sát nhân Lê Bảo Chiêu về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Bảo Chiêu 18 năm tù giam về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản và 9 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, lúc bị cáo Chiêu gây án chưa đủ 18 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên tổng mức hình phạt là 18 năm tù giam cho cả 3 tội danh trên. SHT, sinh năm 1995, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, có bề ngoài dễ nhìn. Tuy là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhưng T có làn da trắng trẻo, ánh mắt hút người đối diện. Cách đây 7 năm, khi còn là nữ sinh học tại quê nhà, trong một lần đi mua điện thoại cũ, T tình cờ thấy được số điện thoại của Lê Văn Lâm, sinh năm 1988, quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Kể từ đó, hai người làm quen với nhau. Dần dần, mối quan hệ bạn bè trở thành tình yêu bắt nguồn từ những tin nhắn, những cuộc tâm sự qua điện thoại. Trong gần 7 năm quan hệ yêu đương, Lâm và T mới chỉ một lần gặp nhau cách đây vài tháng. Khi T vào Quảng Nam xin việc làm trong thời gian chờ kết quả thi vào một trường trung cấp kinh tế ở Hà Nội. T có ý định nộp hồ sơ học ngoài Hà Nội, một phần mong muốn vì được cạnh người yêu, có người chia sẻ, động viên. Vì lúc này, Lâm đang làm thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Khi nhận được tin báo trúng tuyển, T rất vui mừng và mong chờ cái ngày được đoàn tụ với người mình yêu. Thiếu nữ trẻ không ngờ rằng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, lần gặp gỡ thứ hai cũng là lần gặp gỡ định mệnh của hai người. Khi đón người yêu ra nhập học, Lâm thường đưa T đi giới thiệu, tụ tập ăn nhậu với bạn bè quen biết. Một trong những lần đó, vào đêm 9 tháng 10, Lâm đưa T đi nhậu cùng người bạn đồng hương hiện đang sống ở xã An Khánh, đã có vợ và hai con. Cả ba ngồi uống rượu tại khu vực sân vận động Mỹ Đình và xã An Khánh. Rượu vào lời ra, cả Lâm và người bạn đồng hương uống cũng khá nhiều. Lúc cuộc rượu gần tàn, Lâm choáng choáng đứng dậy, lên xe máy, nói là đi mua thẻ điện thoại. Nhưng do quá chén, đi được một đoạn, Lâm đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ vạ vật ngoài đường lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, đi tìm người yêu thì không thấy đâu. Lâm liên lạc điện thoại của T thì tắt máy. Anh ta gọi điện cho bạn thân hỏi thăm tình hình người yêu thì được trả lời đã chở T ra bến xe đi Ninh Bình thăm người quen. Sáng hôm sau, Lâm bàng hoàng khi nhận tin người yêu bị sát hại trong khu đô thị. Ngay sau đó, Lâm đã đến cơ quan công an và cung cấp những thông tin quý báu về người bạn thân cùng nhậu với hai người đêm hôm trước. Từ đây, chân dung hung thủ đã dần được hé lộ. Đó là Lê Quang Linh, sinh năm 1988, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa, là bạn đồng hương của Lâm. Linh hiện đang sống ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, cùng gia đình nhà vợ và đã có hai con. Ngay lập tức, cơ quan công an đã triệu tập Linh và trước những chứng cứ xác đáng, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, trong cuộc rượu, Linh nghe cô gái quê Gia Lai này bày tỏ về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình, là người xa quê ra Hà Nội học, T muốn kiếm thêm việc làm để phụ giúp cho mẹ. Nghe câu chuyện, Linh bày tỏ sự cảm thông và hứa sẽ tìm cho T làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, nơi vợ chồng đối tượng đang sinh sống. Khi Lâm rời bàn nhậu đi mua thẻ điện thoại, lúc này trên bàn nhậu chỉ có mỗi Linh và T. Đợi mãi không thấy Lâm về, Linh bỗng nhắc lại chuyện xin cho T vào làm thợ may. Đối tượng bảo chở T về nơi trọ thu xếp hành trang theo anh ta đến xã An Khánh. Cả tin ở người bạn thân của người yêu, thiếu nữ Gia Lai này về nhà trọ thu xếp, dọn dẹp và đi theo Linh. Trước đó, trong đầu người bạn thân này đã nảy ra ý định đen tối. Linh chở T đến khu vực vắng người qua lại ở dự án khu đô thị Nam An Khánh và bắt đầu giở trò và bị T kháng cự, dẫn đến giằng co quyết liệt. Biết âm mưu bị bại lộ, cộng với hơi men trong người, Linh dùng tay túm tóc đập đầu T xuống nền xi măng. Sau đó hắn ta giật đứt quai túi sách giả da của T rồi vòng qua cổ siết mạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Linh lục túi, lấy chiếc điện thoại di động và phóng xe về nhà. Như vậy chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, hung thủ đã xa lưới và sớm phải trả giá cho hành động tội ác của mình. Chỉ vì dục vọng thấp hèn, hung thủ đã ra tay sát hại bạn người yêu của bản thân mình, cái kết không có hậu cho một tình yêu đẹp của đôi nam nữ. Liên quan đến vụ án, xét thấy hành vi tội phạm của Lê Quang Linh, sinh năm 1988, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo,
nên cuối ngày 20 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về cả 3 tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.